Chào mừng học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều qua sách và bài tập. Rồi các em mở sách và bài tập bài 2, bài đọc 4, bài tập làm văn. Nối từ ngữ với nghĩa tương ứng. A. Khăn mùi xoa. À, khăn mùi xoa là loại khăn mỏng, nhỏ, bỏ túi để lau mặt, lau tay. B. Bí. À, bí có nghĩa là ở trong hoàn cảnh khó khăn, không biết giải quyết thế nào. Chứ không phải là bí là quả bí nha. C. Viết lia lịa. Viết lia lịa tức là viết rất nhanh và liên tục. D. Ngắn ngủn. Ngắn ngủn tức là rất ngắn. Ở đây là có ý chê. Tiếp theo là các em sang phần đọc hiểu. Các em đánh dấu check và ô trống trước ý đúng. 1. Những chi tiết nào cho thấy cô Lia lúng túng khi làm bài? Cô Lia loay hoay mất một lúc. Cô Lia thấy bí. Cô Lia cố nghĩ chẳng lẽ nộp bài văn ngắn ngủn như thế này. Cô Lia nhìn sang Lucia, ngạc nhiên thấy bạn đang viết lia lịa. Cô Lia muốn giúp mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả. Rồi để trả lời câu hỏi này thì các em xem lại bài đọc. Có lần cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Tôi loay hoay mất một lúc rồi cầm bút và bắt đầu viết. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em giặt khăn mùi xoa. Đến đây tôi bỗng thấy bí. Quả thật ở nhà mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng mẹ bận, định bảo tôi giúp việc này việc kia, nhưng thấy tôi đang học mẹ lại thôi. Tôi nhìn sang Lucia, thấy bạn ấy đang viết lia lịa. Thế là tôi bỗng nhớ, có lần tôi giặt bít tất của mình, bèn viết thêm. Em còn giặt bít tất. Nhưng chẳng lẽ lại nộp bài văn ngắn ngủn như thế này? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết. Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế? Tôi cố nghĩ, rồi viết tiếp. Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần. Rồi như vậy là những chi tiết cho thấy cô Lia lúng túng khi làm bài văn. Đó chính là loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết. Cô Lia thấy bí. Cô Lia nghĩ, chẳng lẽ lại nộp bài văn ngắn ngủn như thế này? Cô Lia cố nghĩ, rồi viết tiếp. Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần. Như vậy, những chi tiết cho thấy cô Lia lúng túng khi làm bài. Đó chính là cô Lia loay hoay mất một lúc. Cô Lia thấy bí, cô Lia cố nghĩ, chẳng lẽ nộp bài văn ngắn ngủn như thế này. 2. Việc nào cô Lia kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được? Quét nhà, rửa bát đĩa, giặt khăn mùi xoa, giặt bít tất, giặt áo lót, áo sơ mi và quần. Rồi chúng ta cùng xem lại bài đọc. Nhưng chẳng lẽ lại nộp bài văn ngắn ngủn như thế này? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết. Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế? Tôi cố nghĩ rồi viết tiếp. Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần. Như vậy, việc cô Lia kể trong bài tập làm văn là việc bạn ấy chưa làm được. Đó là giặt áo lót, áo sơ mi và quần. Ba, vì sao khi mẹ bảo cô Lia đi giặt quần áo? A, lúc đầu bạn ấy ngạc nhiên vì chưa bao giờ bạn ấy phải giặt quần áo của mình. Vì bạn ấy luôn tự giặt quần áo, mẹ không phải nhắc. B, về sau bạn ấy vui vẻ làm theo lời mẹ.
vì bạn ấy vẫn thường xuyên giặt quần áo của mình. Vì đó là việc bạn ấy đã nói trong bài làm văn, nói thì phải làm. Mấy hôm sau, sáng chủ nhật, mẹ bảo tôi: "Cô Lia này, hôm nay con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé." Tôi tròn xoe mắt, nhưng rồi tôi vui vẻ nhận lời, vì đó là việc làm mà tôi đã nói trong bài tập làm văn. Rồi như vậy, lúc đầu bạn ấy ngạc nhiên vì chưa bao giờ bạn ấy phải giặt quần áo của mình. Về sau bạn ấy vui vẻ làm theo lời mẹ, vì đó là việc bạn ấy đã nói trong bài làm văn, nói thì phải làm. 4. Em hãy đặt tên khác cho câu chuyện. Rồi dựa vào nội dung câu chuyện thì các em có thể đặt tên khác. Ví dụ như là con đã lớn khôn. Các em có thể tham khảo thêm một số tên nữa. Sự thay đổi từ bài tập làm văn hay là giúp mẹ làm việc nhà. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập. 1. Dấu ngoặc kép trong mỗi câu dưới đây được dùng làm gì? Các em nối đúng. A. Cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Như vậy dấu ngoặc kép trong câu này được dùng để đánh dấu một câu được trích nguyên văn. Đó chính là câu trích nguyên văn của cô giáo: em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? B. Tôi loay hoay mất một lúc rồi viết: em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Dấu ngoặc kép trong câu này được dùng để làm gì? A. Được dùng để đánh dấu một câu ghi lại ý nghĩ của nhân vật. Cụ thể là ý nghĩ của cô Lia. C. Mẹ hỏi tôi, hôm nay con làm bài kiểm tra thế nào? À, câu này là đánh dấu một câu ghi lại lời nói của nhân vật. Cụ thể là lời nói của mẹ, cô Lia. C. Tôi ngạc nhiên, sao các bạn viết được nhiều thế nhỉ? À, câu này là đánh dấu một câu ghi lại ý nghĩ của nhân vật. Hai, viết lại một câu em đã nói với bạn, sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu câu đó. Mẫu, em nói với bạn, bài toán này không khó đâu. Rồi, chúng ta có thể tham khảo thêm câu khác. Em nói với bạn, đừng buồn nữa, chỉ cần cậu cố gắng, lần sau nhất định cậu sẽ đạt điểm cao. Ở đây chúng ta sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu câu mà em đã nói với bạn. Các em tham khảo thêm. Em nói với bạn, cảm ơn cậu đã giúp mình giải bài toán khó này. Hay là em khen bạn, bức tranh này cậu vẽ đẹp quá. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.